Tới chưa trời, sao lâu quá vậy, nhớ chứ. Như ơi, Như, em đâu rồi, Như ơi. Em đây nè. Ủa, em đây hả? Sao dữ vậy? Em tính làm tạo kịch tính trong tình cảm của hai đứa mình á. Ủa mà anh hẹn em đây chi vậy? Hẹn chỗ vắng quá, má em la. Má có biết đâu la, má ở nhà mà, má đâu ra đây đâu. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da, đau quá. Em bị sao vậy? Hả? Trời ơi, nè. Anh nhìn vô mắt em thấy gì không? Trùng trắng, trùng đen, con ngươi luôn mi. Không phải. Chứ sao? Nè, anh thấy gì không? Không thấy. Thấy anh trong mắt em đó. Như ơi, Như. Quậy. Tặng cái kẹo nè. Em tặng kẹo cho anh hả? Mặc dù anh thích ngọt, nhưng mà anh sợ béo lắm, cho nên sự lựa chọn khéo léo chính là môi của em đó. Lãng mạn quá à, nên thơ quá à. Em không có khéo, chỉ có cái béo, anh có thích em không? Sao em hỏi anh vậy? Trong mắt anh, cho dù em có béo như số 0, anh vẫn thương em như là số 1 vậy đó. Cho dù em có là heo kêu ột ột, anh sẽ nguyện làm cám cho em xơi. I love you, gió hiu hiu, hùng cá nha. Anh ơi. Ơi. Đồ ăn. Nè em. Trời ơi, cái bịch khô gà mới mua đâu? Khô gà hả? Có liền, có liền. Lấy khô gà xong lấy khô bò, trời tiện tay thì người ta lấy luôn đi, đợi sai rồi. Rồi, biết rồi. Khô bò. Người lấy khô bò xong lấy cái ly trà sữa em mới mua về luôn. Rồi em ăn rồi, em không nuốt. Em có thể nào kêu một lần được không? Cứ đi ra đi vô hoài rồi mệt ghê luôn. Trà sữa nè. Kêu thằng nhỏ đi ra đi vô lấy đồ rồi đã rồi nằm ngủ rồi. Em ngủ cái gì giờ này, ra phơi đồ kìa. Trời, anh phơi đây, em đang ngủ mà. Lúc nào cũng ngủ, ngủ ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, nằm y một chỗ. Em có biết là bây giờ con lợn trong cái tranh đồng hồ nó còn ốm hơn em không? Cái gì? Anh nói tôi là con lợn hả? Anh nói em là con lợn hồi nào? Anh nói là cái con lợn trong tranh đồng hồ á, nó còn ốm hơn em nữa. Giờ anh muốn gì? Ý anh là anh muốn bỏ tôi đúng không? Hồi xưa anh nói làm sao? Anh nói là tôi có là số 0 thì anh cũng coi như số 1 mà. Em ơi, số 0 hồi xưa nó khác số 0 bây giờ. Bây giờ là một chùm số 0. Em có biết là bây giờ em mập lắm không? Thôi được rồi, sẵn hôm nay anh nói cho em biết luôn. Nói gì? Muốn ly dị đúng không? Nào, muốn ly hôn, muốn bỏ tôi đúng không? Vậy nè, thấy chưa, khỏi giờ cũng biết nè, giấy ly hôn nè, trời, chia tài sản nè, trời. Hồi đó hứa cỡ nào cũng yêu, cỡ nào cũng thương, mới mập con chút mà đòi bỏ. Trời ơi, khổ ghê á. Anh nói em ly dị với em hồi nào, em có đọc chưa mà em quăng? Gì đây? Đọc đi. Hướng dẫn sử dụng giảm cân. Đó, anh muốn em sử dụng cái này. Anh thấy nhiều người xài cái này nha, rất là hiệu quả nha. Em xài thử đi. Là ốm rồi có bỏ không? Không mà, chỗ vợ dễ thương vậy, ốm đẹp sao bỏ được. Đâu? Trà thảo dược vị đào, hỗ trợ giảm béo. Bữa ghẹ anh uống có ốm không? Thôi nha, cái này là tôi mua cho bà uống nha. Bà tự nhiên bà đi gài tôi à. Vậy là không có ai đúng không? Hồi nào? Không có. Mà nó ốm thiệt. Gì? Nói em uống cái này sẽ ốm thiệt. Chắc chắn không? Chắc mà. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, bữa nay là quay cái tập này là nhìn lại mình là cảm thấy sợ mọi người. Tại vì là lúc trước là mình
to như thế này thật luôn, 92 cân. Và bữa nay thì Như chỉ còn có 60 cân thôi. Và độn rất là nhiều đồ ở bên trong này để nhìn mình to như vậy đặng quay á mọi người. Và sản phẩm nhà Như á thì thật sự là Như cũng không nói cái gì nó màu mè, mà thật sự là Như đã có một cái hành trình từ 92 cân để được như bây giờ. Cái vòng eo là nó 86cm nhưng mà bây giờ chỉ còn có 64-65cm mà thôi. Và nhà Như thì không cam kết là có thể giúp cho các bạn xuống được bao nhiêu cân, mà sẽ cam kết được là thứ nhất là không làm mọi người tăng cân trở lại sau khi sử dụng, cái thứ hai là không chua miệng bần thần mệt mỏi, và cái thứ ba nữa là Như chính là minh chứng cho sản phẩm của mình. Cảm ơn mọi người, và bất kỳ thắc mắc gì mọi người cứ để lại thông tin bên dưới, nhân viên nhà Như sẽ gọi điện tư vấn cho các bạn nha. Và nếu thấy video này hay nhớ cho Như xin một nút like và share nha. Cảm ơn mọi người, bye bye.